À, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di động Hưng Phúc. Tiếp tục clip giới thiệu máy cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua, mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Và tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng. Và tất cả các máy thì mình có ship code toàn quốc nha. Ở tỉnh nào cũng được nha anh em. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em Re2 Prime anh em. Đây, Samsung Re2 Prime. Nói chung là con này thay vỏ mới rồi, đẹp keng sà beng ha. Đó. Máy rất là đẹp, kính keng luôn, không có vết xước nha. Con này như hết pin. Re2 Prime. Máy là full chức năng, vỏ đẹp keng. Con này màn hình là 5 inch nha anh em, RAM 1GB, bộ nhớ 8, pin 2600. Xin giới thiệu ra cái chất lượng máy cũng như cấu hình cho anh em luôn. Giá để anh em là 690.000 thôi. 690k kèm sạc và mình sẽ dán kính cho anh em nha. Ok. Tiếp theo là một con Coolpad Sky 3 Pro. Con này thì vỏ có xuất sắc theo 5 tháng sử dụng nè anh em. Đó. Kính đẹp nha anh em, kính đại dán cường lực cho anh em rồi, đẹp. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 3, bộ nhớ 16GB, RAM 3GB. Con này RAM 3, pin 2.5. Vỏ thì xuất sắc nhẹ. Đó, con này có hình RAM 3 nè anh em. Con này nó có một bản RAM 2, bản RAM 3, nhưng mà con này bản RAM 3 nha. Cấu hình rất là mạnh ha. Đó, chức năng thì ok hết ha. Coolpad Sky 3 Pro. Con này để anh em giá 850 nha. 850k kèm sạc, dán cường lực luôn. Một con Oppo A37, vỏ hơi xấu nha anh em. Vỏ này mình chưa thay ha. Đây. Thay cái nắp sau nó là đẹp thôi. Nó là cái vỏ có mỗi cái nắp thôi, không chả có gì. Kính thì có lông mèo nhẹ, kính có xước lông mèo nhẹ. Nếu anh em nào mà thích cái này nó hâm mít vậy nè anh em, đó cái kính này anh em đó. Con này là Oppo A37 nha, màn hình 5 inch nha, RAM 2 16, pin 2630, pin 2630. Đó, còn lại là chức năng là full nha anh em. Anh em nào thích thay vỏ thì cộng thêm trăm mấy 200 nữa thôi là như máy mới luôn. Đó, wifi, camera các kiểu. Còn này thì anh em kiếm bắp lưng bỏ vô xài là đẹp nha. A37, RAM 2 16. Đó, mấy người hình như clip anh quay ha, màn hình 5 inch. Con này để anh em giá 900.000 nha. 900.000 nha anh em. Ok. Tiếp theo là con 6S. 6S con này full mấy ha, vân tay vân chân đầy đủ ha. Kính đẹp, màn kính đẹp ha, nhưng mà vỏ thì có xước sát này. Đó, anh em thấy không? Có xước cái dùng này ha. Xuất sắc sườn, không có được đẹp máy ha. Mười sáu ghi. Vân tay là đủ nha anh em, đó, full nha. 16GB, vỏ hơi xấu, kính đẹp. Con này ra đi cho anh em giá 2.1 triệu. 2.1 triệu nha anh em, kèm sạc, dán lực luôn. Realme C3 màu đỏ. Realme C3, vỏ thì có xước sắc thêm 5 tháng này nè. Vỏ xước sắc ha. Kính có lông mèo nhẹ. Đó, có sao nói vậy ha, quay chuẩn cho anh em. Màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000. Đó, con này điện trâu bò nha. Wi-Fi thì mạnh nha. Ok. RAM 332. Đó, pin 5000. Nói chung là mấy con nguyên riêng. Con này đến em giá 1.8 triệu. 1.8 triệu nha. Kèm sạc dán lực luôn cho anh em nha. 1.8 triệu thôi. Re7 Pro. Một em Pro thay mới keng luôn. Vỏ thay, màn thay. Đẹp keng sạc ha. Vỏ màn đẹp keng rồi. Con này đã thay mới hết cho anh em. Thay màn, thay vỏ rồi nha anh em. Re7 Pro, màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3600 nha. Con này mình bán rất nhiều trong clip mình rồi. Đó. Chức năng full, máy đẹp keng luôn. Con này để anh em giá 1.7 triệu thôi. 1.7 triệu, kèm sạc dán lực luôn cho anh em ha. Máy rất là keng luôn. Ok, tiếp theo là mình có một con Note 8 nè anh em. Một con Samsung Note 8 ha.
con này cao gấp lưng cho anh em luôn, mấy màu gold, mấy màu gold. Con này tróc thủy nhẹ góc đây anh em, có một góc tróc thủy rất là nhẹ ha, không đáng kể. Còn lại là full cho anh em nha. Note 8 màn hình 6 inch 3, RAM 6, bộ nhớ 64, pin 3300 nha anh em. RAM 6 ghi nha. Đó, mấy chức năng full nha. Note 8 nha anh em. Ok. RAM 6 ghi. Con này để anh em giá 4 triệu 2 nha. 4 triệu 2 kèm sạc dán kính cho anh em luôn. VinSmart Joy 3. Máy này kính lưng này keng sợi beng này. Kính có vài cọng lông mèo, kính có vài cọng lông mèo nha. Đó, máy riêng nguyên. Màn hình 6 inch rưỡi, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 5000. Đó, cực trâu bò ha. Pin 5000 trâu bò nha anh em. Đó, máy ngoại hình còn rất là đẹp. Chỉ có kính lông mèo nhẹ nhẹ thôi, còn lưng sau rất đẹp nha. Đó. Cập nhật. Bỏ qua đi. VinSmart Joy 3. Wi-Fi ok. Joy 3 nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32, mấy cái bát vượng ha. Ok, con này để anh em giá 185. 1850 kèm sạc dán kính luôn. Samsung A30 bản hàng, máy màu xám đen. Nhìn rất là đẹp nha. Xám đen. Con này màn hình 6 inch 4, RAM 3 32, pin 4000, chức năng ok. Dòng A30 bán hàng thì một sim nha anh em, không hỗ trợ hai sim. Đó, ok, máy chức năng full, máy đẹp tầm 98-99. Con này 2.8 triệu nha anh em, 2.8 triệu ha, kèm sạc dán lực luôn. Một con 6S 16GB ring, đẹp 98-99 luôn nha anh em. Đó, con này thì kính lưng ring nguyên hết, máy đẹp, đẹp hơn con này trên đầu clip ha. Đó, chức năng full cho anh em nha, màn hình keng, lưng keng 9899 riêng nguyên, nói chung là đẹp, có sao nó dài ha anh em, quay rất rõ cho anh em xem rồi nha. Con đẹp keng này để anh em giá 2.5 triệu nha, 2.5 triệu kèm sạc dán lực luôn cho anh em. Đó, máy riêng nguyên. Tiếp theo cho anh em là một con Realme 5i màu xanh lá, con này kính camera cái này có nước nhẹ. Đó, còn đẹp nha, lưng có sức sướt này. Kính keng xà beng luôn, kính gần như không có xước sát gì hết nha anh em. Đó, Realme 5i màn hình 5 inch nha, 6.5 inch nha, pin 5000, RAM 3, bộ nhớ 32, chức năng ok hết. 5i nha anh em, đây RAM 3, bộ nhớ 32. Rồi, con máy này ra đi cho anh em giá của nó là 2150. 2150 kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. 2.150.000. Realme 5 Pro, mình có một con này nha anh em. Realme 5 Pro, con này lưng sau thì cũng keng sạc beng luôn. Kính trước không có xước sát gì hết luôn anh em, kính quá đẹp nha anh em. Đó. Con này là RAM 4, bộ nhớ 128. Rất trâu nha. Màn hình 6 inch 3. Pin 4035, RAM 4, bộ nhớ 128GB luôn anh em, xài điên luôn, cũng hết được chức năng của nó. Đó, cấu hình rất là ok nha, Realme 5 Pro. Đó, chức năng thì mình cho anh em thấy rồi nha. Ok, con này để anh em giá 2850, 2850 kèm sạc dán lực luôn cho anh em nha. Đó, rất ok, máy đẹp nha anh em. Rồi, tiếp theo cho anh em là một con Realme 5 màu tím khói, nhìn rất là đẹp. Lưng keng, kính trước không vết xước luôn anh em, không hề không vết xước nha, nó có miếng guarantee mình mới lột ra rồi. Guarantee zin của màn hãng á anh em. Đó, mình mới lột ra ha. Realme 5. Con này RAM 3 bộ nhớ 64 nha anh em. Chip Snapdragon 665, màn hình 6.5 inch, pin 5000. Đó, wifi rồi các kiểu rất là mạnh. Đó, ngoại hình máy thì kính keng sờ beng luôn, không hề phải trước.
sườn có sức nhẹ nhẹ thôi, gió xẹp lưng thôi, chứ còn nói chung là rất là đẹp đó. Mặt sau dán kính là, nói chung là soi gương luôn nha anh em. Rumi 5 con này ra đi cho anh em giá 2 triệu 3 nha, 2 triệu 3 dán cường lực kèm sạc cho anh em đầy đủ, ok nha. Rồi clip hôm nay xin tạm dừng tại đây, thằng ấy chào cả nhà nha, nhớ bấm đăng ký kênh mình để đón xem những clip mới từ kênh của mình nha anh em. Chào anh em, hẹn gặp lại clip ngày mai.